cái đoạn này cái bông dục em. Thấy còn dễ ồn mà nó làm nó ổn nó thì ghê quá vậy. À, nó đi thấy bình thường có gì đâu. Hát làm nó ổn là mai sinh mình cho mình gặp. Gặp hát nữa thôi chắc tà la tà lưu luôn. Mụn đi mụn dưới da bình thường mà. Với mình ví dụ như mặt đi với mình cùng lắm tới 4 lần là hết mụn dưới da, thấy không? Nhưng mà do lên cái ổ này thành ra nó bị nhiễm trùng rồi. Chắc nặng nặng cai nặng đồ chứ nó nặng kỹ thuật cái nó nặng chứ sao trời mụn đi nặng cai nặng đồ cũng khó ra đó. Đẹp hả? Đẹp không? Đẹp. Đẹp không mà tự tôi thấy đẹp lắm đây đi. Đẹp không? Không có đường dai đâu á. Không có rị được anh mới dịch xuống vậy. Kiến làm bàn da chú thôi Kiến à. Chú đau là tê lại cho chú nghe. Xe đồ cho chú đi xem mấy đứa. Tặng bao nhiêu tiền? Dạ của chú cái hộp nó 150 với mụn trăm nữa là 250 chứ.
chú ơi, chú còn ở đây kìa. Mà cái hột nó lên lại là chú qua con bảo hành cho nghe. Vì con không thể đốt sao được á, sự lầu con không có đốt sao á. Ừ, không mình nói thôi mình. Ủa kiếm. Phải phải nhìn cho điện chứ. Dạ để con điện với mình ra đón chú. Dạ. Chú đừng có cại gỡ cho chỗ nó nghe. Bấm vô Facebook của chị Bao điện cho chị Hồ Minh nó lên đó. Dạ không, chưa chú. Chị đó con điện cho. Bấm vô Facebook của chị Hồ Minh nó điện cho. Messenger của chị tin nhắn Bao chị mới nhắn tin. Nhưng mà không đào không đuôi tức. Không, ba là sao chứ? Cặp làm tiếp với ổ viên đó hả? Làm tiếp với ổ viên đó. Chứ sợ một ổn dài quá là da mất mã không thôi. Chứ nhiều quá giống ăn kiến rồi đó kìa. Ừ. Dài quá là da mất mã rồi. Trước mình mà thái họ cái là làm nhau nữa không được, có mình cả thì đúng là cả thì thì mà hắn cũng chịu khó đi làm này, đi làm mà ráng cũng cuộc chơi dễ sợ, các bạn không làm nên nó ở nhà anh chơi không. Ở nhà lái diễn cỡ. Thì cũng chịu khó đi làm đồ, thấy nó làm cực các bạn mà ráng. Cũng thích đi làm đi đồ đó chứ đâu phải là nó. Nhóc nhé mà nhờ chị biết chơi rồi đó. Chọc đâu? Heo. Heo.
bên này còn rẻ. Rồi. Sao mà người ta bay lên ha, sao lại nặng lại dễ thế? Sông cho nó giống đây. Đây, quay đây, chị nhìn bên này này. Đúng trên mạng chưa? Nhờ bố mẹ vẫn còn bảo là đến hết rồi thì nó hết. Ôi dồi ôi, thế thì lúc đấy là... Ôi có cái gì đâu, thịt gà có cái rồi, ăn tí lỗ mì, lỗ miến là xong mà. Xong là một phần thôi chị ạ. Bác đang buồn thì một mình bác. Nguyên. Ừ, đấy cháu chỉ chuyên gia thôi. Kệ. Kiểu gì tí cô mời cô chả gọi bác Kiên. Ăn thì không ăn cũng vẫn gọi. Ý cái lỗ kìa. Alo ba. Mai. Tuấn như trên mạng luôn vậy. Mai Miền này. Đâu nói ngài chị ạ. Mai Miền rồi. Tuấn đâu không? Tuấn. Đâu rồi? Chắc là những ngày là đâu rồi. Chưa. Nhân của, nhân của bạn ấy dễ kinh. Nhẹ cái đã ra. Có gió lặn có gió đâu. Nặn này cổ như là nó mất vệ sinh ấy chị. Nó còn nhân nhiều hơn ấy. Chẳng có gió lặn quá. Cái chân này là thì ta lặn được chứ mình. Tay mình nặn quá nó cắn lên. Vậy biết chỗ rồi á. Thế nào cứ bao nhiêu ngày thì đi nặn chị ngủ nặn. Nên tự nên. Hay là lớp bao nhiêu ạ? Ủa chị bạn tự đi được sao mà? Chị sợ bạn ấy lười thôi. Có lười không hả Cún? Có. Có à? Chắc sắc nghiệp của mình em sẽ phải từ gây. Không thế làm gì có gái yêu. Ngay đâu? Chị kinh đấy. Tao ra đúng không? Đi bên ngoài chị nhìn cái khác gì hạt gạo. Ai đâu quá. Đáng mà có đau đâu mà. Chặt rồi. Xong thế là vẫn chặt cả. Đau quá. Thường. Chịu tốt. Bọn này nó chịu được rồi chứ. Thôi, cái đấy thôi. Sau. Để rảnh à? Không phải, động vào nó sẽ đau. Là khi đau là nó sẽ đau rất là nhiều thứ. Cái kinh nghiệm. Được, sắp đầu. 5 phút nữa chị ạ. Em quay xong cái màn này.
lại hấp dẫn quá rồi chị. Lại không muốn về nữa. Nhìn ra trông ấy thì đều cứ người ta có quay bên phải cứ bỏ lên quay phép gì. Thế chị thấy kinh chưa? Có những người mặt rỗ là do để như này lâu ấy chị. May mà chị đến kịp thời. Nó bảo là từ 2-3 ngày rồi cũng mai mẹ nghỉ làm thì mẹ vẫn đi, nó không có đi một mình. Thế ai mách đấy ạ? Ừ. Quê rồi, bắn đâu ấy? Cổ chị. Cổ hoặc áo ấy. Ơi tóc chị ơi. Em nhìn thấy rồi. Chị hôm nay cũng bẩn thật, bắn chân cá đây và áo. Ha. Rồi. Tí bắn cho một cái. Em có phải ở trên mạng không? Đấy, chứ không. Để bị tắc này, cái gì dùng cho nó hết được. Không lấy ra làm sao mà hết được. Vâng. Nào nó viêm thì nó như những cái đỏ ấy chị. Như cả pháo hoa. Mai làm yên đi. Khóc à? Đau khóc. Thế để cái mặt này nó hỏng nhất. Bà quá là quan tâm luôn ấy. Bà để yên cháu ấy. Con cái đứa nó ai chị? Thế chị ông nội là chị thứ mấy hả chị? Út, nhà chị là bốn chị em gái à? Thế chị là cả à? Cậu út á. Được rồi chị. Sinh năm bao nhiêu chị? 97. Nó tối. Nhà cô nhẹ nhà.
Vâng, mấy giờ mẹ? Mấy giờ? Vâng. Thôi, rồi rồi. Đi ăn cơm khác. Em được đi ăn cơm khách à? Ăn hậu rồi em à? Cứ được gọi là đi. Lại mai mối cho anh nào? Em chẳng biết à. Thế cái anh người yêu cho bố mẹ biết chưa? Biết mà không thể yêu. Thế thằng đấy như thế nào? Thằng đấy làm nghề gì? Nó bằng tuổi em mà, nó đi học. Nó học ở đâu, nhà đâu? Quen được thằng xa à, ngày xưa xuống đấy chơi cùng rồi. Cô ở đây yêu sao biết hai đứa con học họ ở xa đấy thì cũng còn đây. Nó hẳn cái gì? Bánh mì. Chục cái bánh mì. Thế con bé kia không kịp ở lại ăn. Nó
Đi làm chuyện nhiều quá, chưa biết làm gì trước. Bé Gồng thì phải mua đồng hào ấy, phải mua đồng thật cạnh đâu đây rồi. Kinh kìa. Đạt cố gắng tí nhá. Chắc là đi chỗ khu vực này. Mấy phút rồi?
Ừ. Bị ngáo à? Đợi em quay 15 phút. Không. Đây bây giờ quay này. Quay này đẹp đẹp à? Quay một hàng dài. Em thử cái này quay 15 phút. Ừ. Thích ghê. Dít lại ở giữa, đoạn giữ nhiều nhiều. Đó, chỗ này. Đó, chỗ này, chỗ này. Đó. Chết luôn á, không đỏ luôn á, tụi tụi. Tình chết. Xí nữa ta ra bán lại rồi đó.
بسم الله الرحمن الرحيم. من قناة أكل ماما هنقدم لكم النهاردة طريقة عمل الورق العنب المحشي. الأول هنعمل الخلطة بتاعته. هنحط الزيت حسب الكمية اللي انت هتعمليها. الكمية اللي انا هعملها دي مقدار كيلو ورق عنب. هنبتدي بقى نحط بصل. على فكرة يا جماعة ورق العنب بيحب قوي ان الخلطة بتاعته تبقى زيادة والرز بيبقى قليل، يعني بصل كتير طماطم كتير خضرة كتير وبصل قليل. وبعدين نخلي بالنا ان البصل يتبقى متقطع مكعبات صغيرة، وبعد كده اول ما يتدفن هنحط عليه طماطم معصورة، بس يفضل انها تكون متقطعة مكعبات او مبشورة تبقى يعني واضحة في الورق العنب بالزيت. فانا هعملها هعصرها في الخلاط نص عصرة علشان ايه تديني اللون والجمال، لان الورق العنب غامق فبيحب الطماطم يكون فيها واضحة وباينة. بعد ما اخلص التتبيل ده هنحط الطماطم واوريكم ازاي. زي ما انتم شايفين البصلة ابتدت تخش في اللون الجلدي. في اللحظة دي هي ما اتحمرتش قوي، بس في اللحظة دي هننزل عليها بعصير الطماطم اللي معصور مش قوي. حتى انتم ملاحظين لو الكاميرا قربت شوية هتلاقي فيها قطع صغيرة، يعني هو شبه مبشور. اولا الكمية اللي انا هعملها شفشق واحد مش هيكفيها. اللي هتعمل نص كيلو تعمل شفشق واحد من الطماطم، اللي هتعمل كيلو تعمل شفشقين، والبصل يبقى مناسب حسب ما ايه ما نقول. بعد كده انا هكمل عليها الشفشق الثاني، بس قبل ما احط الشفشق الثاني هحط لكم البهارات اللي المفروض بتتحط. اولا فلفل اسود والملح، دي الحاجه الاصليه لكل اي طبيخ، وبالنسبه للملح والفلفل حسب الرغبه. هنبتدي بقى هنحط الكزبره الناشفه. على فكره المحشيات عامه الروائح اللي بتطلع منها دي معظمها من الكزبره. هنبتدي بعد كده نحط شطه حسب الرغبه، بس لازم من الشطه عشان تديها تيست حلو وطعم حلو. وهنحط برده كمون. انا بقى الموضوع دوت هقلبه وهسيبهم يتسبكوا مع بعض، بس انا هحط شفشق طماطم تاني عليها علشان الكميه بتاعتي، وهسيبها هغطيها واسيبها على نار هاديه تتسبك، وبعد كده هنكمل بقيه الخلط. اديني اضفت الشفشق التاني، وزي ما انتم شايفين يعني شبه مبشوره فيها قطع، شايفه فيها قطع. هو المحشي ورق العنب بيحب كده غير بقيه المحشيات، لان بقيه المحشيات الطماطم بتبان فيها، لكن الورق عنب عشان غامق ما بيبانش. وعامه المحشيات كلها بتحب دايما الطماطم بتبقى كتير او العصير بيبقى كتير، اما الورق العنب بيبقى قذر. وكمان يمكن لو الطماطم بعد ما تتصلصل لقيتها لونها يعني فاتح شويه ممكن اضيف ليها معلقه صلصه معجون صلصه. لقيتها لونها حلو معقول بنكتفي بهذا القدر. وهنقفل وهوريكم بعد كده بقى ساعه ما نضيف بقيه الاضافات بتاعتها. بعد ما وصلنا للمرحله دي زي ما انتم شايفين القوطه اتصلصلت اهي وابتدت تفصل الزيوت عنها، يبقى في المرحله دي يبقى خلاص نضيف بقى الرز. وبعدين ما نخليهاش بقى تتصلصل لغايه لما تتحرق او تبان انها شايطه من تحت، لا لازم تخلي بالك منها كويس قوي، وخصوصا الصلصه بتاعه المحشيات ممكن تشد بسرعه. هنحط الرز في المرحله ديت ونطفي عليها ونسيبها. الرز هيتشرب من الطماطم وساعه الحشو وتيجي بقى تحشي ما يبقاش فيه بقى واحده مستويه وواحده لسه ما مستوتش، لا في الحاله دي بيبقى كله مستوي. في ناس كتير اشتكوا بيقولوا ان لما بنعمل المحشي بنبص نلاقي في وحدات بتبقى مستويه وفي وحدات ما بتبقاش مستويه، ايه الحل؟ الحل يا جماعه في ان انتوا تحطوا الرز في المرحله دي وتسيبوه لغايه ما يبرد، على ما تعملي الخضره وتقطعيها تكون هو اتشرب من الطماطم وبقى تقريبا يعني ربع سوا. هنحط الرز دلوقتي. بعد ما حطينا الرز هنبتدي بقى نقلبه كله ونطفي النار الاول ونسيبه بقى
يتشرب منه على ما نعمل الخضرة ونحطها عليه. شايفين دول؟ دي العيدان اللي احنا سلقناها مع الورق العنب. يا جماعة هسيب لكم اللينك بتاع سلق ورق العنب وكيفية حفظه. انا هعمل ورق عنب من اللي انا حافظاه معاكم. وكان في سؤال بيقولوا لي ليه بتحتفظي بالعيدان، فانا بقول لكم اهو بحتفظ بالعيدان عشان احطها في قاع الحله علشان منها تدي مزازه وفي نفس الوقت تحمي ورق العنب من انه ايه يتلسع شويه. اما بالنسبه للخلطه فاحنا حطينا الخضره بتاعته وهنبتدي بقى نقلبها، وهوريكم بعد ما نقلب هنحشي ازاي. زي ما انتم شايفين هنبتدي بقى نحشي ورق العنب. اولا الناحيه اللي هي الناعمه واللي بتلمع خليها من تحت، والناحيه الخشنه خليها من فوق. هنبتدي بقى نحط فيها شويه رز. على فكره يا جماعه انا بحب الرز فيها يبقى قليل، والباقي الحشو بيخلي الورق جوه عشان يدي المزازه والطعم الحلو. اولا هنتني دي كده ونتني دي كده ونتني دي كده، ونروح مكملين لف. هعمل واحده تاني معاك. الناحيه الناعمه واللي بتلمع هي اللي بنخليها على الايد، وبعدين الناحيه الخشنه نخليها من فوق، ونروح حاطين الرز في الوسط بالشكل ده، ونروح تانيين كده وتانيين كده اهي، ونروح جايين من الناحيه دي كده ومن الناحيه دي كده، ونفضل بقى نلفها للاخر اهي. شايفين يا جماعه؟ زي الفل ومتماسكه ومفيش رزايه بره. دلوقتي خلصنا الحشو، هنبتدي بقى نحط طبق بالمقلوب كده، وبعدين نبتدي نسقيه الشوربه بتاعتنا. انا عاملاها على شوربه فراخ زي ما انتوا شايفين كده. حطينا الشوربه يعني حوالي بتغطي اهو زي ما انتوا شايفين كده. انا هشيل الطبق اوريكم. الشوربه تقريبا بتغطي ورق العنب. وبعدين ايه بقى موضوع الطبق ده يا جماعه؟ الطبق ده بيتحط علشان يعمل تقيل على الورق العنب ويبقى كله بسوى واحد، لان بتبص تلاقيه جزئيه اترفعت وجزئيه ما اترفعتش، فبتلاقي الجزئيه اللي اترفعت لسه ما استوتش ودي استوت، فبيبقى فيه تفاوت في السوى. لكن دي بتعمل توزيع للسوى كله كامل زي بعضه، والكل بيشرب من الايه الشوربه. هنولع عليه لغايه لما يغلي، وبعدين ننقله على شياطه وهوريكم بقى بعد ما يستوي هنعمل ايه. كده زي ما انتوا شايفين المحشي استوى والحمد لله. وشوف محتفظ كل واحد بوحدته. بصوا بقى يا جماعه، اللي عايزه تقدمه في اطباق عاديه ماشي اوكي، تاخد واحده واحده وتحطها في الاطباق اللي هي عايزاه، لكن بقى ممكن تقلبيه على سيرفيس كبير، وبعد ما تقلبيه تبقي تشيلي العيدان بتاعته، فحسب ما انت عايزه وحسب رغبتك. بس وانت بتقلبيه خلي بالك كويس قوي من القلب. بعد ما استوى ورق العنب خلاص نبتدي بقى نقلبه زي ما قلت لكم على سيرفيس كبير. هيتقلب بالعيدان اللي انتوا شايفينها دي. هنبتدي بقى نشيل العيدان ونجرنشه، هوريكم بعد كده ازاي. زي ما انتوا شايفين بقى انتهينا من شيل العيدان وتنظيف العيدان منه. وزي ما انتوا شايفين كده الورق العنب ما فيهوش اي رزايه طالعه بره ولا اي حاجه، يعني ممكن في حاجات بسيطه كده اهو، بس دي بتبقى ايه الورقه نفسها اتشالت اتجرحت، لكن هو زي ما انتوا شايفين مظبوط بلفته مفيش اي حاجه بره. على فكره انا عملت جنبيه برده محشي فلفل وحطيت دي جرنش او تزيين. اللي ما تكونش عامله بقى الفلفل ده ممكن تحط طماطمايه خيارايه شويه بقدونس، ممكن احنا كمان نحط شويه بقدونس، ايه المانع يعني؟ ايه رايكم؟ كده انتهينا من عمايل ورق العنب، وما تنسوش تشتركوا في قناتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.